nếu như chấp lý chấp trước lý chấp trước lý như thế nào tâm thật chưa rõ thì quý vị không niệm phật thì quý vị không cầu tịnh độ rồi trái lại rước vào chịu nạn của cái không vậy là như thế nào quý vị vào sáu đường luân hồi như cũ quý vị không ra khỏi mười pháp giới thiệt thòi quá lớn rồi trong sao tức là trong di đà kinh sớ sao sao cũng là do đại sư liên trì làm chúng ta xem dân sao sao nói giả sử chạy theo cuồng huệ xa vào chấp ngoan không đối với bản tâm chưa từng khai ngộ mà khinh chê tịnh độ miệt thị giảng sanh là thiệt hại không nhỏ. Phi tế tức không phải việc nhỏ. Đó là hại lớn. Không phải hại nhỏ. Từ chúng ta nhất định phải nhận biết chính mình. Là đối với bản tâm chưa từng khai ngộ, chưa đại triệt đại ngộ. Tôi tin rằng mọi người chúng ta đều sẽ không động ý niệm này, đều biết chính mình chưa khai ngộ. Thông thường học thiền, học giáo dễ bị. Giáo hạ chưa có khai ngộ, mà tự cho mình đại khai viên giải đem tiểu ngộ xem thành triệt ngộ hiểu lầm rồi trong tôn môn được một chút định công thực tế nói họ chưa đại triệt đại ngộ mà cho rằng đại triệt đại ngộ cho rằng minh tâm kiến tánh rồi có người đem tịnh độ giới thiệu cho họ họ không thể tiếp nhận Họ cho rằng chính họ đã thành Phật rồi. Có loại người cuồng huệ này hay không? Có. Chúng ta ở trong ngoài nước đều nhìn thấy. Nên chính mình phải rõ ràng. Tiếp theo nói, đây là trong Kinh Đại Thừa thường xuyên nói, thông đạt không bài trừ nhân quả là không tin tưởng nhân quả báo ứng bỏ đi sự tướng nên chiêu tai họa tai họa này chính là lại đi vào sáu đường đến lục đạo mà không phải là trời người đi đến ba đường ác để luân chuyển nữa. Đây gọi là đại họa. Người đọc cần nên đọc lại lời này ba lần. Chính là ba câu nói này. Thông đạt không. Bài trừ nhân quả, bỏ đi sự tướng, nên chiêu cảm tai họa. phải niệm ba câu này thêm mấy lần để cảnh cáo chúng ta cẩn thận đừng chấp lý bỏ sự không thể chấp trước lý cần phải tu trên sự chúng ta vẫn là chấp tướng tịnh tông là chỉ phương lập tướng đi vào từ cửa có không phải vào từ cửa không vào từ cửa sự không phải vào từ cửa lý thế nhưng phía sau của nó có lý luận cao thâm thể tánh của nó là chân như tự tánh là thực tướng của các Pháp. Cho nên, chúng ta không thể kiên kỵ A-di-đà Phật. khinh thường tịnh độ, thì tự chiêu cảm tai họa. Đó chính là đặc biệt đại sai lầm rồi. Nơi này của chúng ta, gặp một thiền tri thức cũng không được định thế giới cực lạc thì vô lượng vô biên chư phật như lai đều làm thầy của quý vị giúp quý vị thành tựu đạo nghiệp cho nên phải niệm vô lượng thọ phật niệm a di đà phật thì được ngay trong câu danh hiệu a di đà phật này đã bao gồm danh hiệu mười phương ba đời tất cả chư phật như lai không sót một danh hiệu nào còn bao gồm tất cả chư đại bồ tát cũng không sót một danh hiệu nào phải tin tưởng không nên đổi đề mục không thể thay đổi đây là niệm phật nhất hướng chuyên niệm trong bảy điều kiện thì hai điều này quan trọng nhất phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Ba là tu nhiều hoặc ít điều thiện, phụng trì trai giới. Không phải yêu cầu hoàn toàn, hoặc nhiều hoặc ít phải tu một chút thiện. Tùy duyên, tận tâm, tận lực thì được. Phụng trì trai giới, trai là quá ngọ không ăn. Là qua giữa trưa không ăn. Đó là trai. Giới. Như ngũ giới, thập thiện nghiệp đạo. Đó là thuộc về giới luật. Cho nên, tình độ tông chúng ta là lấy niệm Phật làm chính. Trong câu Phật hiệu này là trai giới viên mãn đều ở trong câu phật hiệu này chư gì siêng năng nghe một chút tình tu tiệp yếu báo ân đàm của lão cư sĩ hoàng niệm tổ ngài nói rất rõ ràng là tâm chú của tất cả chư phật đó là mật tông là giới luật mà tất cả chư phật dạy cho chúng ta Tam tụ tình giới cả thấy đều duyên duyên mạn mãn ở trong câu Phật hiệu này. Công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Hiện tại người biết điều này không nhiều. Còn có rất nhiều người cho rằng niệm Phật hiệu không bằng niệm chú. Niệm A Di Đà Phật không bằng niệm Phật phương khác. bị bệnh rồi niệm dược sư như lai cầu phật bồ tát bảo hộ bình an thì niệm bồ tát quán thế âm đều cho rằng a di đà phật vẫn không bằng kỳ thực một câu a di đà phật thì bồ tát quán thế âm cũng ở trong đó phải làm rõ ràng, phải làm thấu triệt. Thì mới không đến nỗi sai lầm phương hướng. Cho nên, phụng trì trai giới. Thứ tư, xây dựng tháp tượng. Đi là gì? Đi là giúp đỡ chúng sanh. Kết duyên với Phật họ thấy được tháp trong tâm có ấn tượng về tháp thấy được tượng phật tượng bồ tát bởi vì niệm đó nên nguồn gốc này rơi vào trong a lại gia thức vĩnh viễn thành hạt giống đạo đó theo ngày nay là hoàng dương phật pháp ngày nay chúng ta ấn tống kinh sách đều là thuộc về điều này dựa vào bổn trí mà cầu phật trí rốt cuộc phàm phu được gọi là đại trí vậy đây là phương pháp rất tốt thực sự là đại trí tại sao vậy bởi quý vị dịnh viễn rời khỏi sáu đường luân hồi dịnh viễn rời khỏi mười pháp giới rồi đây là trí huệ chân thật không có trí huệ chân thật thì không ra khỏi mười pháp giới không ra khỏi sáu đường luân hồi có thể vượt khỏi đó chính là chân thật trí huệ quý vị có thể tin tưởng pháp môn này có thể tin tưởng những lời khai tị này của đại sư liên trì ngài đem lý và sự giảng rõ ràng rồi chúng ta có thể lý sự song tu tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ sanh đến tịnh độ vĩnh viễn vượt khỏi luân hồi ở thế giới cực lạc chắc chắn một đời thành phật sách sớ sao lại nói dù chấp sự mà niệm được liên tục thì không uổng công sẽ vào phẩm vị thật thà niệm thật làm một câu phật hiệu niệm đến cùng thì vào phẩm chính phẩm quý vị giảng sanh thế giới cực lạc quý vị nhất định có phần trong chính phẩm nếu như chấp lý chấp trước lý chấp trước lý như thế nào tâm thật chưa rõ thì quý vị không niệm phật thì quý vị không cầu tịnh độ rồi trái lại rước vào chịu nạn của cái không vậy là như thế nào quý vị vào sáu đường luân hồi như cũ quý vị không ra khỏi mười pháp giới thiệt thòi quá lớn rồi trong sao tức là trong di đà kinh sớ sao sao cũng là do đại sư liên trì làm chúng ta xem dân sao sao nói giả sử chạy theo cuồng huệ xa vào chấp ngoan không đối với bản tâm chưa từng khai ngộ mà khinh chê tình độ miệt thị giảng sanh là thiệt hại không nhỏ. Phi tế tức không phải việc nhỏ. Đó là hại lớn. Không phải hại nhỏ. Từ chúng ta nhất định phải nhận biết chính mình. Là đối với bản tâm chưa từng khai ngộ, chưa đại triệt đại ngộ. Tôi tin rằng mọi người chúng ta đều sẽ không động ý niệm này, đều biết chính mình chưa khai ngộ. Thông thường học thiền, học giáo dễ bị. Giáo hạ chưa có khai ngộ, mà tự cho mình đại khai viên giải đem tiểu ngộ xem thành triệt ngộ hiểu lầm rồi trong tôn môn được một chút định công thực tế nói họ chưa đại triệt đại ngộ mà cho rằng đại triệt đại ngộ cho rằng minh tâm kiến tánh rồi có người đem tịnh độ giới thiệu cho họ họ không thể tiếp nhận họ cho rằng chính họ đã thành phật rồi có loại người cuồng huệ này hay không có chúng ta ở trong ngoài nước đều nhìn thấy nên chính mình phải rõ ràng tiếp theo nói đây là trong kinh đại thừa thường xuyên nói thông đạt không bài trừ nhân quả là không tin tưởng nhân quả báo ứng bỏ đi sự tướng nên chiêu tai họa tai họa này chính là lại đi vào sáu đường đến lục đạo mà không phải là trời người đi đến ba đường ác để luân chuyển nữa. Đây gọi là đại họa. Người đọc cần nên đọc lại lời này ba lần. Chính là ba câu nói này. Thông đạt không. Bài trừ nhân quả, bỏ đi sự tướng, nên chiêu cảm tai họa. phải niệm ba câu này thêm mấy lần để cảnh cáo chúng ta cẩn thận đừng chấp lý bỏ sự không thể chấp trước lý cần phải tu trên sự chúng ta vẫn là chấp tướng tịnh tông là chỉ phương lập tướng đi vào từ cửa có không phải vào từ cửa không vào từ cửa sự không phải vào từ cửa lý thế nhưng phía sau của nó có lý luận cao thâm thể tánh của nó là chân như tự tánh là thực tướng của các Pháp. Cho nên, chúng ta không thể kiên kỵ A-di-đà Phật. khinh thường tịnh độ, thì tự chiêu cảm tai họa. Đó chính là đặc biệt đại sai lầm rồi. Trong Kinh Du Lượng Thọ đã nói, Cương lĩnh quan trọng nhất của ba bậc chính phẩm tất cả đều là phát tâm bộ đề nhất hướng chuyên niệm câu nói này quá quan trọng rồi trong yếu giải đại sư ngẫu ích đem tám chữ này tóm gọn đơn giản hơn biến thành bốn chữ là tính nguyện trì danh tính nguyện chính là tâm bồ đề trì danh chính là nhất hướng chuyên niệm nói rất hay càng đơn giản càng hay Thật sự tin sâu không nghi. Chúng ta tin tưởng lời Phật nói. Phương Tây có thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc có A Di Đà Phật, không có chút hoài nghi nào. Hoàn toàn tin tưởng tiếp nhận rồi. Phát nguyện cầu sanh Tịnh độ. Phát nguyện thân cận A-di-đà Phật Chúng ta hy vọng đi đến thế giới cực lạc, học tập với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là Thầy của chúng ta. Chúng ta là học trò ngoan của Ngài. Đó chính là tâm du thượng Bồ-đề. phải phát tâm như vậy là điều kiện đầu tiên của giảng sanh. Thứ hai là nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm vô lượng thọ Phật là sự thực hành của tín nguyện. Nếu không có nhất hướng chuyên niệm thì tính nguyện đó là không thật sự tính nguyện đó không kiên cố không chắc chắn chưa chắc được giảng sanh cho nên làm sao thực hành tính nguyện nhất hướng chuyên niệm vậy thì đã thực hành rồi liền nắm được điều kiện dạng sanh rồi sanh đến thế giới cực lạc phẩm gì cao hay thấp đó là công phu niệm phật của quý vị sâu hay cạn công phu niệm phật gì thành phiến công phu thành phiến sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn đó là công phu. Niệm Phật chưa có công phu thì sao? Công phu chưa thành phiến. Thì sanh hạ hạ phẩm của phàm thánh đồng cư độ. công phu thành phiến rồi công phu thành phiến thì sanh phương tiện hữu dư độ ở ba phẩm hạ là công phu thành phiến niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì sanh ba phẩm thượng trong phương tiện hữu dư độ niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì sanh thật báo trang nghiêm độ thành pháp thân bồ tát đó là minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật tuy nhiên nguyện thứ hai mươi trong bốn mươi tám nguyện trong nguyện văn có câu nói chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc dù là phẩm vị nào đều làm bồ tát a duy việt trí nguyện này quá hy hữu rồi bồ tát a duy việt trí là bậc bồ tát nào là Bồ Tát chứng đắc viên mãn ba loại bất thoái chuyển. Thứ nhất là không thoái chuyển của tiểu thừa là gì bất thoái. Từ sơ quả tiểu thừa trở lên thì địa vị không thoái nữa. đó là dị bất thoái. Thứ hai là hạnh bất thoái. Hạnh bất thoái là Bồ Tát. Bồ Tát độ chúng sanh không dễ dàng. Nhưng quý Ngài sẽ không thoái tâm. Mãi mãi độ chúng sanh. Khổ nạn thế nào cũng nhận được. Cho nên họ giảng sanh vào ba phẩm trên của cõi phương tiện